Theo thường lệ, mỗi ngày trong khóa huân tu của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 bắt đầu bằng thời khóa thiền hành. Dưới ánh nắng ban mai, mỗi bước chân là sự sống, tạo niềm an lạc. Khóa huân tu là thời gian quý lãnh đạo, các giảng viên cùng tu tập với tăng ni sinh viên, đồng thời là dịp thảo luận, quyết nghị các vấn đề liên quan tới công việc đào tạo của học viện, chia sẻ và bồi dưỡng kỹ năng sư phạm dành cho giảng viên, điều chỉnh các vấn đề liên quan tới việc quản trị học viện phù hợp với hoàn cảnh và yêu cầu mới. Năm nay, hơn 1.000 chư tôn đức và tăng ni sinh tham gia hai khóa sinh hoạt quan trọng, huân tu, an cư tại học viện. Đây là lần thứ 8, kể từ năm 2016 tính đến nay là chư tôn đức, hội đồng điều hành học viện đã tổ chức khóa huân tu. Thì thông qua đây, việc kinh nghiệm tu tập trực tiếp cùng với chư tôn đức, hội đồng điều hành và đặc biệt là sự hướng dẫn của Đức Pháp Chủ, thì chúng con mong rằng trong những mùa hạ năm tới thì tất cả các tăng ni sinh của học viện được tiếp tục dưới sự thăng lâm của chư tôn đức, hội đồng điều hành cũng như là dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đức Pháp Chủ, chúng con sẽ có được nhiều kinh nghiệm tu tập hơn. Trong khóa huân tu an cư, bên cạnh thời khóa theo quy củ thiền môn, nhiều hoạt động như thuyết giảng, tọa đàm, chia sẻ, thảo luận về công tác đào tạo diễn ra, làm cho chương trình đào tạo tăng ni tại học viện đạt kết quả tốt hơn, theo hướng hài hòa giữa pháp học và pháp hành của người xuất gia. Nhiều đề tài hấp dẫn như thờ tự pháp bảo, hướng nội và hướng ngoại theo cái nhìn Phật giáo, bạn tìm kiếm gì ở đạo Phật, giải pháp trong thời đại truyền thông số, phòng chống tội phạm lừa đảo qua mạng, v.v. Thông qua các chuyên đề khác nhau, tập thể chư tôn đức tăng ni sinh được tiếp cận, trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, bổ trợ cho quá trình nghiên cứu tại học viện. Con nghĩ rằng khoảng thời gian huân tu là những khoảnh khắc vô cùng quý giá và cần thiết cho toàn thể tăng ni sinh sau những ngày bận rộn với bài vở trên lớp học. Đặc biệt hơn cả là chúng con được đón tiếp quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý ni sư cùng về tu tập và giảng dạy cho chúng con về việc tu. Điều này tạo động lực rất lớn cho chúng con trên bước đường tu học. Đặc biệt là mùa hạ năm nay, Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức cái buổi lễ tưởng niệm về Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã vị Pháp siêu thân, đã động lại trong con rất là nhiều xúc cảm. Con cảm nhận được cái bổn phận và trách nhiệm của một người tu. Nó không còn đơn giản là trau dồi kiến thức để mà trang bị cho cái tự thân mình, mà nó còn là một cái trọng trách làm cho Phật Pháp mãi được trường tồn, phải luôn lên ánh sáng của Đức Phật đến mọi người. Cuộc sống chốn thiền môn luôn đa dạng khía cạnh. Người tu học Phật vừa cần đóng góp trí lực, sức lực cho xã hội nói chung và giáo hội nói riêng, vừa luôn phải trau dồi kiến thức, năng lực. Khóa huân tu an cư dành cho hơn 1.000 chư tôn đức và tăng ni sinh là khoảng thời gian quý báu, thúc liễn thân tâm, tấn tu giới, định, tuệ.